À, chào các bác nhé, mùa cò tới rồi thì bên em chuyên cung cấp keo và que, que đan lồng, que đánh cò. Thì hôm nay em lấy keo, một cái dòng keo mà các bác ủng hộ bên em rất nhiều, đó là keo bờ rồ. Keo bờ rồ chuyên để đánh cò nhé. Thì ở thời điểm này nó nóng nhé, thì cái keo của bên em như các bác nhìn đây, keo siêu dai siêu dính, tay đã nhất nước xà phòng rồi nhưng mà rất chi là dính. Đây này các bác này, keo đây nhá, và que, keo và que đủ bộ. Các bác mà đang cần keo hay là cần que thì liên hệ trực tiếp tới bên em nhé. Thì như các bác nhìn thì trực tiếp này em đang lấy keo, và một chút nữa em sẽ chia sẻ tới các bác chọn cái dòng keo loại một. Đây keo này, vào cái mùa này thì keo siêu dính luôn. Keo này thì em bán theo nhu cầu các bác dùng nhé. Các bác cần sử dụng bao nhiêu thì báo với em. Có bác sử dụng nhiều lắm, có bác sử dụng hàng chục kg cơ. Có bác thì sử dụng nửa kg thôi. Các bác cứ báo với em, để gửi tới tận tay các bác giá hợp lý nhất luôn nhé. Này các bác nhìn này, đây là cái dòng keo loại 1 nhé. Một cái dòng keo mà em bảo hành cho các bác khi các bác nhận hàng, các bác bỏ ra các bác thử trước khi trả tiền. Có đảm bảo đúng như em dính không? Nói không? Nếu như mà các bác mà khi nhận hàng nhá, các bác mà cứ dúng tay vào nước không, các bác sờ vào nó vẫn dính chặt nhá. Chỉ có xà phòng như em đang lấy như thế này thôi thì nó mới không dính này. Em nhớ lúc nào cũng có một cái bát nước xà phòng như này để lấy keo. Đấy, nếu như không có thì nó dính lắm. Thì với cái dòng keo như thế này thì bên em nhận ship COD toàn quốc nhá. Các bác ở đâu chỉ cần để lại số điện thoại và địa chỉ thì em sẽ gửi đến tận tay các bác nhá. Nhìn này, một cái hũ nhỏ như thế này là nửa kg nhé. Các bác mà cần nhiều hơn thì em sẽ đựng vào cái lọ to hơn. Và que nhé, que của bên em thì em cung cấp đủ lỡ cỡ que đánh cò vạc đủ ly. Thì ví dụ như cái que cuộn này thì bên em bán dành cho các bác đan lồng chim. Còn ví dụ như cái que mà que đây cắt là như thế này là 1 kg trên một bó nhé. Thì que này bên em có một loại 1.7 và có loại thì là 2.1, có loại thì 2.3. Các bác thích dùng loại nào thì alo tới bên em. Ví dụ như que đánh cò thì các bác chỉ dùng cái que mà 1.7. Cái dòng đấy thì nó rất chi là được nhiều, 1 kg nó lên được hơn 400 que cơ. Thì 1.000 que một hũ keo này. Các bác mà cuốn khéo thì các bác có thể cuốn được lên tới 1.300 que. Còn các bác mà cuốn mới chơi thì các bác có thể cuốn được 1.000, lên tới 1.100. Đấy là cái cách để cuốn keo. Và mỗi một lọ keo thì em sẽ đựng vào trong cái hũ như thế này. Keo siêu dính luôn. Đây em vừa mới lấy được, mà dốc ngược cũng không để ra được, dính lắm. Đấy. Thì các bác mua về các bác bỏ ra nhé, thử xem đúng với dòng keo em nói không. Dòng keo đa năng này thì dùng để các bác đánh chim, đánh cò, đánh vạc, thậm chí đánh cả chuột, cả gà đều được hết nhá. Đấy, đã dính vào thì chắc không thể thoát được, siêu dai siêu dính luôn. Số lượng thì rất là nhiều. Dòng keo thì đảm bảo gửi đến tay các bác thì lúc nào là keo loại 1. Thì tuy trên thị trường thì cũng có rất nhiều dòng keo để các bác lựa chọn, nhưng các bác chọn làm sao được cái dòng keo loại 1 nhá thì nó sẽ đảm bảo dính hơn nhiều. Đấy, và cái dòng keo này thì các bác có thể sử dụng lên tới 4 đến 5 năm cũng không làm sao cả. Cứ để hết từ mùa này qua mùa khác. Ví dụ như cái keo này nó đang ở mùa hè thì nó sẽ lỏng như thế này. Còn nếu như các bác mà mua ở thời điểm mùa đông ấy, thì nó sẽ dính chặt hơn, nó sẽ cứng hơn như thế này một chút. Nhưng mà các bác mà dùng mà muốn nó chảy ra thì chỉ cần các bác hâm nóng nó lên thôi. Thả cả cái hũ này vào trong cái âu nước nóng ấy, thì một lúc nó sẽ dẻo như thế này. Thì các bác sẽ cuốn nó sẽ dễ hơn nhiều. Đấy, đây là cái dòng keo loại 1 nhé. Keo siêu dai siêu dính. Số lượng thì chỉ cần các bác báo với em thôi là em sẽ gửi đến tận tay các bác. Và thêm một cái video ngắn nói về keo và que. Các bác mà đang cần thì liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869054295, 0865692498. Hai số điện thoại chính em chuyên cung cấp về tất cả những cái dụng cụ về dòng săn bẫy, về tất cả những cái dụng cụ khác nhau nhé. Vâng, thì các bác mà quan tâm hãy ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để mỗi khi em làm video các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới.
Vâng, chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau ạ.